Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã đàm phán thành công và sẽ có hơn 120 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay. Mỹ công bố chiến lược chia sẻ vaccine cho các nước khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng và sau đây Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2021, tôi thân ái gửi tới toàn thể người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, cùng cán bộ, hội viên, hội người cao tuổi Việt Nam, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm kính trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Dân tộc ta từ bao đời nay luôn đề cao đạo lý tốt đẹp, kính già, đó là truyền thống, là phương châm ứng xử và nét đẹp văn hóa dân tộc của Việt Nam ngàn năm văn hiến. Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương mẫu mực về việc quan tâm, kính trọng người cao tuổi. Ngay sau khi về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã nhìn nhận một cách đầy đủ, toàn diện vai trò, vị thế trách nhiệm to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Trong thư kính báo cáo đồng bào ngày 6 tháng 6 năm 1941 và lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão tháng 6 năm 1941, Bác viết: "Trách nhiệm của các vị phụ lão với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì." Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, người cao tuổi Việt Nam luôn nêu cao chí khí cách mạng, tinh thần yêu nước, vị quốc vong thân và gương mẫu động viên gia đình, con cháu, bà con làng xóm cùng cả nước đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Bước vào thời kỳ đổi mới, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam tiếp tục thể hiện là lớp người tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của dân tộc, đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng nhiệt huyết, cống hiến, trí tuệ, kinh nghiệm và tham gia giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc đến các thế hệ tiếp nối. Những đóng góp to lớn đó mỗi ngày tô thêm đẹp những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, huân chương sao vàng, huân chương lao động hạng nhất và 18 chữ vàng, tuổi cao chí khí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng và nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam. Chúc mừng Hội Người Cao Tuổi Việt Nam qua 80 năm thành lập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, phong trào thi đua hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của tổ chức xã hội trong sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. Tôi cũng chia sẻ với những cụ già người cao tuổi còn đang phải chịu nhiều khó khăn, sống neo đơn, thiếu thốn tình cảm, lên án các hành vi ngược đãi cha mẹ, người già, đồng thời đánh giá cao và hoan nghênh các cấp, các ngành, các gia đình, tập thể, cá nhân, cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm hành động thiết thực, thấm đượm tình người, tích cực chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần, để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống ý nghĩa, góp phần quan trọng vun đắp tô thắm truyền thống đạo nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt an sinh xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển bền vững. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, với mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Thực hiện khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng và hùng cường sẽ giúp chúng ta đem lại cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và an lành cho mỗi người dân. Sự nghiệp này cần sự tham gia của tất cả mọi người, trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi. Tôi mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc, để đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục dành sự quan tâm và nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi. Tôi đề nghị Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân luôn quan tâm, yêu thương, kính trọng người già, nhân rộng những hành động thiết thực chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, từ đó vun đắp,
tô thắm truyền thống đạo nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn hạnh phúc, thuần phong mỹ tục trong mỗi gia đình Việt Nam, thực hiện tốt an sinh xã hội, phát huy cao nhất sự đóng góp của người cao tuổi, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Với tình cảm kính trọng, tin tưởng và biết ơn sâu sắc, tôi kính chúc người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, chúc cán bộ, hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, không ngừng vươn lên như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi cao chí khí càng cao và là những tấm gương sáng trong đời sống hàng ngày trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 3. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ thị, công văn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có thể đánh giá cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với hơn 69 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,60%. Tuy nhiên, còn vài địa phương vì lý do khác nhau phải tổ chức bầu cử lại. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản chính thức về vấn đề này. Cũng có trường hợp đại biểu trúng cử sau bầu cử có vấn đề, Hội đồng đang tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng, đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đến nay còn nhiệm vụ quan trọng cuối cùng đó là xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Do đó, tại phiên họp này, các đại biểu tiếp tục tập trung rà soát danh sách đại biểu Quốc hội, cho ý kiến vào nội dung các văn bản trước khi trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đàm phán thành công và sẽ có khoảng 120 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 từ các hãng AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, từ Nga và cơ chế COVAX. Trong đó, COVAX tài trợ miễn phí 38,9 triệu liều vaccine. Ngoài ra, Việt Nam đã đặt mua trực tiếp 30 triệu liều từ AstraZeneca. Hiện đã nhận 2 lô tổng cộng hơn 400.000 liều với vaccine Sputnik V của Nga. Bộ Y tế thỏa thuận mua 20 triệu liều trong năm nay. Hãng Pfizer-BioNTech cung ứng khoảng 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam vào quý 3 và quý 4, mỗi quý 15,5 triệu liều. Như vậy, với nguồn cung ứng của Nga, Mỹ và Anh, Việt Nam đang dần hướng tới mục tiêu mua đủ 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 để tiêm chủng cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết đến nay ngân sách nhà nước đã chi hơn 8.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vaccine theo đề xuất của Bộ Y tế. Trong hơn 8.000 tỷ đồng, có hơn 6,1 nghìn tỷ đồng đã chi bổ sung cho các bộ ngành mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và mua vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ cho các địa phương 762 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước đã chi 13,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 13 triệu đối tượng gặp khó khăn do đại dịch, chủ yếu là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng và 1,3 triệu lao động bị mất việc làm. Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn. Làn sóng dịch lần thứ tư tác động tới Việt Nam lần này, theo giải mã gen của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngoài các mẫu từ Anh, Nam Phi, chúng ta ghi nhận cả biến thể Ấn Độ và đặc biệt là chủng lai giữa biến thể Anh và Ấn Độ. Không chỉ vậy, chúng ta ghi nhận những ca mắc tiến triển rất nhanh và thậm chí là đã có trường hợp tử vong dù không mắc bệnh lý nền. Điều này cho thấy mức độ dịch lần này không chỉ lây lan nhanh hơn mà thậm chí còn nguy hiểm hơn. Mới đây, một nam sinh viên 22 tuổi mắc COVID-19, có tình trạng bệnh rất nặng, được bệnh viện Chợ Rẫy chạy oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, tim phổi nhân tạo, tiên lượng rất nguy kịch. Trước đó, một trường hợp thương tâm của nữ công nhân 38 tuổi đã tử vong vì COVID-19, dù không có bệnh lý nền. Theo các chuyên gia, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này. Cái đợt dịch lần này thì đúng là có một số bệnh nhân trẻ là tiến triển tổn thương phổi rất nhanh. Thì cái này nó có thể đầu tiên có thể nó liên quan đến cái chủng virus. Cái chủng này nó lây lan nhanh, lây lan mạnh. Và cái khả năng thứ hai nữa là những người đó nằm ở trong những cái vùng dịch tễ mà cái nồng độ virus nó quá cao. Nó dẫn đến là cái tổn thương phổi rất là nhanh và mạnh, nhưng không giống như những lần trước. Trong bất cứ làn sóng dịch nào mà nếu như khi mà chúng ta có nhiều ca bệnh lên thì cái vấn đề quá tải y tế xuất hiện các quốc gia khác, những cái trường hợp trẻ tuổi nhiễm bệnh mặc dù không hề có bệnh lý nền cũng vẫn tử vong, rồi
thì bản thân virus nó cũng có những cái gây ra những cái bệnh cảnh và gặp ở những cái cơ địa nhất định thì nó sẽ tiến triển nặng hơn. Ví dụ những cái tình trạng như là cơn bão miễn dịch hay là cái tình trạng là rối loạn đông máu chẳng hạn là đều sẽ gặp phải ở cái đối tượng ở mọi lứa tuổi. Dịch COVID-19 lần này xuất hiện với nhiều biến chủng, thậm chí có cả biến chủng xuất hiện lần đầu tại nước ta, lai giữa hai biến thể. Dù chưa ghi nhận động lực mạnh hơn, nhưng với tốc độ lây lan nhanh, cộng với yếu tố nhiều chủng khác nhau, thì mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ cao hơn. Chính vì vậy, ngay cả những người trẻ tuổi cũng không nên chủ quan. Chúng ta không chủ quan cho dù là tuổi trẻ hay không tuổi trẻ, cho dù có bệnh nền hay không có bệnh nền, mà phải căn cứ theo cái bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh để có được quyết định điều trị phù hợp. Dịch đang rất phức tạp, không chỉ ở việc xuất hiện nhiều biến chủng cùng lúc, mà chính việc tốc độ lây lan nhanh cũng rất dễ dẫn đến quá tải hệ thống y tế. Đây là điều đáng sợ, bởi thực tế nhiều quốc gia đã phải gánh hậu quả nặng nề do vỡ trận hệ thống y tế. Chính vì vậy, tất cả người dân cần chủ động phòng dịch bằng mọi biện pháp bất cứ lúc nào. Hiện nay, Bắc Giang vẫn đang tiếp tục là điểm dịch nóng nhất của cả nước với số ca mắc mỗi ngày được ghi nhận luôn trong khoảng từ 100 đến 200 bệnh nhân. Việc tiêm vaccine cho các tỉnh thành trên khắp cả nước đang được tiến hành khẩn trương để tạo được miễn dịch trong cộng đồng. Về tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong nước tính đến 11 giờ ngày hôm nay sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại nước ta. Tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 6 đến 11 giờ ngày 4 tháng 6, cả nước có 52 ca mắc mới. Tất cả các ca bệnh này đều được ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại Bắc Giang 35 ca, Bắc Ninh 14 ca, Hà Nội 2 ca, Thái Bình 1 ca. Để phòng chống dịch bệnh, người dân hãy tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế trung thực. Thưa quý vị, để hỗ trợ hành khách trước lo ngại dịch bệnh có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, các hãng hàng không tiếp tục đưa ra chính sách khoản vé, đổi vé linh hoạt cho vé mua từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 và không giới hạn giai đoạn khởi hành. Trường hợp các hành khách thuộc khu vực bị phong tỏa cách ly do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bay chuyến bay nội địa, trong đó thời gian bay thuộc thời gian bị phong tỏa cách ly cũng sẽ được các hãng bay hỗ trợ. Hành khách được đổi miễn phí ngày bay, hành trình hoặc hoàn vé với mức chi phí chỉ 200.000 đồng thay vì 500.000 đồng như trước đây. Riêng hạng phổ thông tiết kiệm không được hoàn đổi như thường lệ. Chính sách áp dụng đối với các vé của Vietnam Airlines và Pacific Airlines với điều kiện hành khách thực hiện hủy chỗ trước giờ bay ít nhất 3 tiếng theo quy định để không bị mất phí hủy chỗ. Với Vietjet Air, hành khách được lựa chọn hoàn hủy vé. Tiền hoàn hủy vé sẽ được đưa vào tài khoản bảo lưu để hành khách sử dụng chi trả các chuyến bay, dịch vụ khác trong 365 ngày tiếp theo. Còn Bamboo Airways sẽ miễn phí đổi tên, đổi ngày giờ bay từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 30 tháng 10 hoặc tùy vào lịch bay khai thác tại thời điểm thay đổi. Hành khách cần thực hiện thông báo với hãng trước giờ khởi hành là 12 tiếng. Để tiếp tục triển khai gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ban ngành và các quận huyện thống kê số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm của đề xuất hỗ trợ lần này là các doanh nghiệp ngành du lịch, giao thông vận tải, doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19. Với người lao động, sẽ quan tâm hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, mất việc, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, giáo viên công lập, tư thục gặp khó khăn, bị ngừng việc từ 1 tháng trở lên. Khoảng thời gian tính để hỗ trợ là từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021. Mức hỗ trợ mỗi lao động bị ngừng việc từ 1 tháng trở lên là 1,8 triệu đồng trên một người một tháng. Sở đề nghị các cơ quan thực hiện và gửi báo cáo trước 15 giờ ngày 7 tháng 6 để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ kịp thời. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 và tạo thuận lợi cho thí sinh khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp. Các trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Hiến, Đại học Nguyễn Tất Thành và một số trường thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Luật, v.v. đã thông báo
Đối với các phương thức xét tuyển theo học bạ hoặc xét theo điểm thi đánh giá năng lực, các trường sẽ chuyển từ hình thức nhận hồ sơ trực tiếp sang nhận trực tuyến hoặc qua bưu điện. Nhà trường sẽ hỗ trợ tư vấn thông tin ngành học, học phí, cơ hội nghề nghiệp cho thí sinh thông qua nền tảng mạng xã hội, điện thoại và email. Các trường cũng khuyến cáo thí sinh cần sử dụng kênh thông tin trên để liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường để được hướng dẫn cụ thể, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tiếp theo chương trình, lục ngạn đảm bảo điều kiện tiêu thụ vải thiều. Cảnh báo tình trạng giả danh nhân viên điện lực gọi điện yêu cầu nộp tiền. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tin vui xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên tại huyện Tân Yên, những ngày này trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vải thiều sớm cũng đã bắt đầu cho thu hoạch. Mọi hoạt động đảm bảo cho công tác thu mua, tiêu thụ vải thiều được địa phương này quan tâm thực hiện. Việc cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh cho các xe vận chuyển lưu thông hàng hóa cũng đã được tiến hành khẩn trương. Những ngày này tại xã Phượng Sơn, trung tâm thu mua vải thiều của huyện Lục Ngạn, nhiều điểm cân bắt đầu hoạt động. Thương lái đến thu mua vải sớm để đóng đi các tỉnh. Trước khi các điểm cân này đi vào hoạt động, toàn bộ người lao động tham gia cân vải đều phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nói chung là vẫn thuận lợi, người dân đi bán vải về xã xin giấy tờ xã cho đi tầm độ 3 hôm hoặc 1 hôm. Nhiều xã thì người ta triển khai 1 hôm, nhiều xã thì người ta triển khai cho dân đi bán có tờ giấy đi qua chốt. Này. Tình hình dịch bệnh như này, giá như này là cũng tạm ổn. Không chỉ có người lao động tham gia tại các điểm cân mà toàn bộ lái xe cũng phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tôi ở lái xe ở Hải Dương, sang đóng vải đi Sài Gòn thì cũng đã được bên Bắc Giang này cho đi lấy xét nghiệm test COVID để đi đóng hàng. Các tỉnh có giấy xét nghiệm như thứ là yên tâm hơn chứ. Năm nay dù mới bước vào đầu vụ, song giá vải đạt khá cao, bình quân khoảng 20.000 đồng 1 kg. Là địa phương có sản lượng vải nhiều nhất tỉnh Bắc Giang, nên áp lực tiêu thụ cũng rất lớn đối với huyện Lục Ngạn. Trong khi đó, dịch COVID-19 lại đang diễn biến hết sức phức tạp. Sở Giao thông Vận tải cũng đã chốt danh sách và cấp phù hiệu cho 560 xe thuộc 45 doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình tham gia vận chuyển vải. Cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang dồn lực đồng hành cùng với người dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lưu thông, vận chuyển vải thiều ra các tỉnh, thành phố trong cả nước, bảo đảm sẵn sàng mọi điều kiện trước khi vải thiều bước vào thu hoạch chính vụ. Thưa quý vị, với việc phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, đến năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng. Việc ban hành chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng với mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng, thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng. Chương trình truyền thông đến toàn xã hội tập trung vào các đối tượng là cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, phát hiện có tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp chứng từ hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định cho người lao động để trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 1511 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau và thai sản. Để ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh, dừng chi trả đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ, khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trong công tác hậu kiểm, tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động để tiếp nhận phản ánh về những biểu hiện bất thường về tình trạng nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động trong đơn vị. Tình trạng nắng nóng và khô hạn đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương. Nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, nhất là khu vực miền Trung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Các địa phương kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn, có phương án và sẵn sàng chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước khi có cháy rừng xảy ra. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, trong đó có Quảng Trị, nhiều khách hàng phản ánh tình trạng liên tục bị các cuộc gọi từ số lạ, yêu cầu nộp tiền điện với số tiền lớn và đe dọa cắt điện ngay dù đã đóng đủ tiền trước đó. Người sử dụng điện đang rất lo lắng và bức xúc khi gặp phải hiện tượng lừa đảo này, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Cuối tháng 5 vừa qua, chị Trương Thị Túy ở khu phố 11, phường 5, thành phố Đông Hà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu thanh toán ngay tiền điện, nếu không sẽ bị cắt điện. Mặc dù đã đóng tiền đầy đủ qua ngân hàng từ trước, nhưng chị Túy không khỏi lo lắng và bức xúc khi gặp phải tình trạng mạo danh này. Tôi mà nhận được cái cuộc điện thoại mà bảo là không thanh toán tiền điện cho nên điện lực sẽ cắt điện á, thì tôi cảm thấy rất là bức xúc. Bởi vì là bản thân là lúc nào cũng thực hiện đầy đủ hết, chưa có khi nào mà chậm trễ. Và sau khi đó thì cũng nghĩ lại thì điện cho người làm bên điện lực thì điện lực bảo là giai đoạn này là cũng có đáng có sự là giống như có người là hay điện như vậy, cho nên là cũng cảm thấy an tâm và để theo dõi để tìm hiểu thêm về cái thông tin mà bên điện thoại đã gọi đến đó. Nhiều khi mình có cảnh giác hơn. Việc một số đối tượng mạo danh nhân viên ngành điện lực gọi điện yêu cầu thanh toán tiền điện đã xuất hiện ở một số tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến nay. Nội dung các cuộc gọi thường thông báo chưa nộp tiền điện, sử dụng điện sai mục đích và yêu cầu khách hàng nộp tiền theo hướng dẫn. Khuyến cáo của khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh, tài khoản để tránh những cái kẻ xấu trục lợi về mặt kinh tế. Ngoài ra, công ty điện lực Quảng Trị khuyến khích người dân, khách hàng sử dụng điện nên thanh toán điện qua các dịch vụ như các tổ chức thanh toán ngân hàng, các tổ chức thanh toán trung gian thu hộ, bởi vì ở đó là khách hàng sẽ chuyển tiền trên mã định danh khách hàng của công ty điện lực Quảng Trị đã định sẵn. Hiện công ty điện lực Quảng Trị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ mục đích của các đối tượng mạo danh ảnh hưởng đến uy tín của ngành điện cũng như bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Thưa quý vị, trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, tại một con đường nhỏ ở quận 1, cứ đêm 10 giờ trưa là lại những tiếng mời gọi "mình qua ăn cơm anh ơi" lại được vang lên. Đó là những bữa cơm trưa miễn phí được chính tay một nhóm bạn trẻ chuẩn bị để hỗ trợ cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình qua ăn cơm anh ơi. Mình qua mình nhận cơm à. Họ tên là Nguyễn Đăng Khôi, năm nay là 35 tuổi. Mình thấy nhiều người ta không có đồ ăn á, dịch tới nữa xong rồi mình thôi ở nhà thì hiện tại cũng có chỗ thì thôi mình nấu ở nhà. Đồ ăn là mình tự nấu hết nó mới tiết kiệm chi phí. Mỗi ngày hiện tại là phát 100 phần thôi, tại vì hiện tại là không có nhân lực. Vậy đa số là gia đình với bạn bè phụ thôi chứ không có thuê người hay gì hết. Tôi có lấy cơm đây, thì nói chung mấy bạn này làm quá hoàn hảo. Cơm thì nói chung ra thì gạo ngon, trứng chiên, đậu xào, đậu que, canh cải và có nước chấm. Cảm thấy là rất mừng, mấy bạn là làm rất đúng. Mấy người mà đang mưu sinh sống hàng ngày đó, không có điều kiện thì có phần cơm ăn thì quá tốt, quá hoàn hảo. Phát thì mình vui lắm, thì ủng hộ được bạn bè mọi người, những người khó khăn á. Là hồi xưa nhà cũng nghèo nên cũng hay ăn cái đó. Hồi lúc còn đi học á thì cũng ăn hay ăn quán cơm hay ở ngay chỗ quận 10 ở đường Hòa Hảo á. Đó là cũng xếp hàng ăn bữa trưa để tiết kiệm.
Thì dịch thì mình cũng mong là cho mau hết dịch để mọi người cuộc sống nó trở lại ổn định hơn. Trong phần tin quốc tế, các đặc phái viên ASEAN đến Myanmar. Mỹ công bố chiến lược chia sẻ vaccine cho các nước khác. Thưa quý vị, các đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã đến Myanmar trước thềm các cuộc gặp dự kiến với lãnh đạo chính quyền quân sự nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia Đông Nam Á này. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Myanmar xác nhận ông Erwin Yusof, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2021, và Tổng thư ký ASEAN Lim Chok Hoi đã đến thủ đô Naypyidaw vào tối mùng 3 tháng 6. Cả hai dự kiến gặp tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar trong sáng nay. Chưa rõ các đại diện ASEAN có gặp gỡ phía lãnh đạo dân sự của Myanmar hay không. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết các đại diện ASEAN sẽ bàn với Myanmar về việc chọn một đặc phái viên phụ trách vấn đề Myanmar. Ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chi tiết về kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều đầu tiên trong 80 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà ông đã công bố trước đó cho các quốc gia khác trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ Mỹ sẽ đóng góp gần 19 triệu liều vaccine thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, trong đó khoảng 7 triệu liều vaccine sẽ dành cho khu vực Nam Á và Đông Nam Á, 6 triệu liều cho khu vực Mỹ Latin và Caribe và gần 5 triệu liều cho châu Phi. Ngoài ra, khoảng 6 triệu liều sẽ được chia sẻ trực tiếp cho những nước Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ tuyên bố 25 triệu liều vaccine đầu tiên sẽ tạo tiền đề cho việc tăng độ bao phủ tiêm chủng toàn cầu, ngăn chặn các ca nhiễm mới, cũng như giảm gánh nặng cho các quốc gia dễ bị tổn thương. Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 6. Chính phủ Thái Lan muốn đảm bảo rằng tất cả các công dân, kể cả người nước ngoài, sống tại quốc gia Đông Nam Á này sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ tuần tới. Việc tiêm chủng cho tất cả các nhà ngoại giao nước ngoài ở Thái Lan sẽ được thực hiện cùng ngày với chương trình tiêm chủng đại trà của chính phủ. Những người nước ngoài nói chung cũng có thể được tiêm chủng cùng ngày với người dân Thái Lan, nhưng cần tập trung vào người cao tuổi và những người có bệnh nền. Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sẽ giảm 50% liều lượng của mỗi liều vaccine ngừa COVID-19 từ 100 microgram xuống còn 50 microgram trong phiên bản mới. Phiên bản vaccine liều thấp này sẽ giúp chống lại các biến thể mới của SARS-CoV-2 và phục vụ riêng cho trẻ em, vốn không cần tiêm chủng liều cao. Theo công bố xếp hạng của tạp chí Times Higher Education, Việt Nam có 3 đại diện lọt top xếp hạng các trường đại học tốt nhất khu vực châu Á năm 2021, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng cao nhất. Theo xếp hạng của tạp chí Times Higher Education, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm xếp hạng từ 251 đến 300, đứng đầu Việt Nam. So với kết quả năm 2020, trường tăng điểm ở tất cả các tiêu chí xếp hạng, trong đó tăng mạnh nhất ở trích dẫn và nghiên cứu. Tuy nhiên, xét về thứ hạng chung, trường đã rơi khỏi nhóm 201 đến 250 đạt được vào năm ngoái. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tụt từ nhóm 251 đến 300 xuống nhóm 351 đến 400. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng trong nhóm 401 trở lên trong năm thứ hai góp mặt ở bảng xếp hạng này. 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn giữ nguyên, gồm các trường Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Hồng Kông Trung Quốc. Ngày 3 tháng 6, Liên minh châu Âu đã nhất trí tiến hành cải cách hoạt động quản lý bay của khối nhằm giảm lượng khí thải CO2, giảm chi phí cho những hãng hàng không chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cũng như nâng cao độ an toàn của ngành hàng không. Các cải cách hoạt động quản lý bay của EU được biết đến với tên gọi bầu trời chung châu Âu, bao gồm nhiều sáng kiến, trong đó có tăng cường vai trò của cơ quan kiểm soát không lưu EU trong phối hợp và tối ưu hóa luồng không lưu trong EU. Những cải cách này đã được Ủy ban châu Âu EC đề xuất vào tháng 9 năm ngoái, cho rằng có thể giảm tới 10% lượng phát thải khí CO2 từ hoạt động vận tải hàng không bằng cách lập ra các đường bay thẳng hơn và giảm tình trạng chậm hay hoãn chuyến bay do không phận bị tắc nghẽn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.